Thứ bảy rồi, đến hẹn lại lên. Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả chị đến với siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022. Giờ này em An đang có mặt tại cơ sở 1 của siêu thị ô tô Bình Dương. Và như thông lệ, ngày hôm nay em An sẽ cập nhật tất cả những mẫu xe, thông tin, giá cả để gửi đến tất cả anh chị. Và nếu anh chị quý hàng thân yêu của em An quan tâm về những sản phẩm xe cũ tại siêu thị ô tô Bình Dương, mình có thể truy cập trực tiếp vào kênh YouTube An ô tô của Bình Dương, cũng như là website siêu thị ô tô Bình Dương.com, fanpage siêu thị ô tô Bình Dương để cập nhật tất cả những sản phẩm tại nhà em An. Và em An kính chúc tất cả anh chị quý hàng thân yêu của em An, đặc biệt là ngày thứ bảy cuối tuần, là những ngày cuối tuần, ngày nghỉ sẽ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Rất là mong anh chị luôn luôn đồng hành ủng hộ em An cũng như là siêu thị ô tô Bình Dương. Nếu chị là mình coi kênh của em An thấy ưng, thấy thích, hãy cho em An một nút like, một đăng ký kênh nha chị nhá. Và anh chị có thể thấy là tại cơ sở 1 ngày hôm nay có rất nhiều xe và tin vui với chị là hôm nay em An đã cập nhật được những mẫu hạng A nhỏ nhỏ xinh xinh vừa tầm tiền cho chị lựa chọn, như là i10 tự động hatchback đã có rồi chị nhá, hay là Kia Morning, đều là những sản phẩm rất chất lượng. Và bên cạnh đó thì nhà em An vẫn còn những mẫu sedan hạng B, hạng A và hạng C đủ tầm tiền, cũng như là những cái mẫu xe gầm cao nữa chị nhá. Rồi, mời chị ra ngoài này, em An sẽ giới thiệu cho chị vị trí siêu thị ô tô Bình Dương cũng như là giới thiệu vài mẫu xe ngoài này. Đây, em An xin được phép được giới thiệu anh chị là siêu thị ô tô Bình Dương, đây là cơ sở 1 anh chị, một cơ sở gắn bó với em An từ những ngày đầu. Số 1968 ngã Bao, xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và tất cả sản phẩm bán ra siêu thị ô tô Bình Dương sẽ cam kết với chị bằng 5 tiêu chí vàng, nhìn rất là lớn kia. Đó, và luôn luôn mang đến cho chị sản phẩm chất lượng đúng giá trị của một chiếc xe. Ngoài này thì em An đang có mấy mẫu này thì em An bán rồi, nhưng đây, chiếc xe mà em An muốn giới thiệu cho chị là một chiếc i10 hatchback. Lâu lắm rồi mới về một chiếc nhập mà đẹp như thế này. Đấy, một chiếc i10 hatchback số động, hàng nhập ấn nguyên chiếc, động cơ 1.2 màu đỏ. Và xe này lăn bánh 86.000 km chuẩn này chị ạ. 86.000. Và phải khẳng định với chị rằng ngồi sau tay lái của một chiếc i10 hatchback cực kỳ là ngon, cực kỳ là thích luôn. Đăng kiểm 1 đến tháng 8 năm 2023. Đây cho chị tham quan. Bản nhập ấn nguyên chiếc nhé. Và em này là động cơ 1.2, tay cửa magrom khóa cảm biến, gương cụp điện. Xe này vừa về lúc trưa luôn. Ghế tông màu đen da kết hợp với phần lỉ màu đỏ. Màn hình Android đã được chủ xe lên rồi. Đấy, động cơ 1.2 hatchback gọn gàng đúng không ạ? i10 nhỉ? Hatchback số tự động 2016. Rất đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Và em anh chị cứ lên chạy. Mẫu này thì chắc là em An cũng không phải nói quá nhiều, bởi vì i10 đã là mẫu xe đã được khẳng định thương hiệu, chất lượng rồi. Đấy. Và chiếc xe này thì hiện tại nhà em An đang chào bán với mức giá là 329 triệu anh chị nhá, cho mẫu i10 hatchback này. Em An cũng sẽ bớt một chút thôi, tại vì thực sự với chị mẫu này trên thị trường hiện tại rất là khan hàng và em An nhập vào giá rất là cao rồi anh chị nhá. 329 triệu, rất đẹp luôn. Rồi, tiếp tục vào đây. Ngoài này thì mấy mẫu này em An nhận cọc hết rồi, chờ giao. Cerato em An đang giảm 10 triệu này, còn 400 mười mấy triệu luôn, 489 em An để cho chị 475 này. Trong video ngày hôm nay em An sẽ bớt sâu một số mẫu xe khi mà anh chị lên, anh chị xem video của em An, anh chị cứ báo là em An báo vậy là ok chị nhá. 475 triệu bao rút gốc anh chị nhá. 2016 số tự động bản full option, lăn bánh chuẩn đồng hồ 50.000 km. Với mỗi sản phẩm bán ra thì em An thứ nhất là cam kết 5 tiêu chí vàng, thứ hai là về Odo thì em An cũng nói luôn có những sản phẩm em An sẽ bao chuẩn Odo, có những sản phẩm thì em An sẽ báo ở mức tương đối, mức tham khảo anh chị nhá. Vì sao thì có những cái mức như vậy thì em An cũng đã nói rất nhiều trên video rồi. Với mỗi chiếc xe thì nó sẽ có những hình thức bên mua về, bởi vì xe cũ mà. Có nhiều trường hợp thì mua lại của anh em thợ, có trường hợp thì xe đã ra tên đổi biển rồi. Vì vậy mà Odo nó sẽ ở mức tham khảo chị ạ. Cerato 2016 số động bật full, em vào cho anh chị tham quan nội thất đi. Đó. Ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, cửa sổ trời, cảm biến trước sau Kia Cerato. Số tự động bản full đấy chị ạ. Những cái mẫu xe này anh chị nào mình quan tâm thì mình inbox em An sẽ quay chi tiết rõ hơn, có hình ảnh cụ thể hơn. Ở đây thì sẽ là chủ yếu là quay tổng hợp để chị mình nắm được thôi, nắm được. Ok chị nhá. i10, xin lỗi chị, Cerato số tự động bản full option 2016 chỉ còn 475 triệu đồng. Tiếp tục ở đây có một chiếc Mazda 3 2013 và đăng ký lần đầu 14, tên tư nhân một chủ đầu. Nội thất màu đen và em xe này đang lăn bánh chuẩn 40.000. Sairo tặng chiếc xe cho chị luôn, đúng 40.000 chuẩn đấy chị ạ.
Mazda 3 2013 đăng ký 14, lên 4 vỏ Michelin, tên tư nhân, một chủ mua mới từ đầu và đang lăn bánh chuẩn đồng hồ, 40.000 km cửa sổ trời, động cơ 1.6 điều hòa hai vùng độc lập. Ok đấy, em ăn quay rất là nhanh thôi chị nhá, vì là quay tổng hợp thì thời gian không có, thì em ăn sẽ quay cho chị một vòng xe để chị nhìn thấy form dáng option bên trong. Tiếp theo một chiếc Mazda 3 2020 bản D-NAC, D-NAC 2020 chị ạ, lăn bánh chuẩn 31.000 km, màu trắng, form mới 2020, tất cả dàn vỏ theo xe. Và em này đang lăn bánh 31.000 chuẩn, 599 triệu đồng. Đó. Tất cả mẫu xe này thì còn thương lượng về giá. Và em ăn thì siêu thị ô tô Bình Dương đang chạy chương trình ưu đãi 1 tháng. Anh chị mua xe thì em ăn sẽ tặng vàng cho chị. Và nếu chị mình không nhận vàng thì em ăn sẽ trừ ngay vào số tiền xe mà anh chị mua. Rồi em này đang là 599 triệu đồng. Tiếp tục City RS 2021. Em đã có video rất chi tiết rồi. Em này thì có đèn lồng từ xa, mâm phay, ghế da lộn, 2021, model mới rồi đúng không ạ? Và em này là lăn bánh chuẩn 48.000 km biển tỉnh, màu đỏ, tên tư nhân, một chủ đồng. Nó thất rộng rãi đúng không ạ? Ghế da lộn. 2021. Chiếc xe này đang có mức giá là 585, em đang để cho chị 570 triệu bao nhiêu gốc. Giảm rất sâu một loạt những mẫu xe để chị mình có những lựa chọn tốt hơn, đặc biệt là dịp cuối năm và thời điểm này thì em đang hạ giá rất nhiều xe. Đèn full nét đấy chị nhá. Ok. 2021 Calamen sẽ cố gắng cho chị tham quan hết một vòng tổng thể không gian ngoại thất và nội thất của mẫu xe này. Rồi, em này đang có mức giá là 585 còn 570 bao rút gốc. Expander số tự động 2019 màu đen, sổ nhập Indo, 575 triệu để cho chị 560 bao rút gốc được chưa ạ? Em này là 45.000 có thay một quả vỏ thôi, còn em ăn quan sát là còn 3 vỏ theo xe. Màu đen đã lên ghế da sẵn cho chị rồi, động cơ 1.5. Sáng nay em ăn mới chốt một chiếc 10-20 màu trắng rồi nhá. Em ăn còn 19 và một chiếc 20 nữa, đều là sổ nhập Indo. Expander. ...2019, 575 triệu. Bao rút gốc các chị nhé. 575 để cho chị 560 bao rút gốc. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2023. Tiếp tục vào bên đây. Vài mẫu ra ngoài này thì em ăn nhận cọc hết rồi chị nhé. Đang chờ giao. Cerato số sàn 2019. Xe này hiện tại đang lăn bánh 35.000 km. Và em ăn thấy đúng chất chuẩn. Đã được chủ xe lên màn hình này. Có cam như cam 360 đấy ạ. Không cam trước thôi. Lên 2019 lên đèn bi gầm luôn. Số sàn này chị ạ, form mới. Cuối 2018 thì ra cái form này rồi. Đăng kiểm đến tháng 4 2023. Chủ xe đã lên cho chị những cái chi tiết lẹp kính rồi. Bên trong này thì còn cho chị đây, bên trong thì còn cho chị đã lên cho chị màn hình Android rồi. À, 2019 số sàn và chiếc xe này đang lăn bánh 35.000 km đã lên màn hình Android rồi. Màn hình Android sẵn rồi chị nhá. Đó. 485 triệu cho mẫu xe Kia Cerato số sàn này. 2019 số sàn Cerato form mới này thì em ăn còn một chiếc. Mới về một chiếc K3 số sàn nữa chị nhá, 2016 thì tầm tiền nó nhẹ hơn. Nó êm hơn anh chị. Hơn 300 thôi. Đấy, em này là 485 triệu nhá. Đều hỗ trợ trả góp được. Như là đời 17, 16 thì những cái mẫu xe như là tầm 500 trở lên thì sẽ làm banh được, còn chủ yếu là sẽ làm banh những chiếc xe đời 17. Anh chị muốn vay banh thì em đều làm được. City bản L sản xuất 2021, em này lăn bánh hơi nhiều một chút thì em ăn để giá hợp lý cho anh chị 540 còn 525 triệu thôi. Đồng loạt để cho chị những cái giá rất yêu thương. City bản L đã lên ghế da rồi, nguyên bản là ghế da ghế lỉ thôi, mâm đúc này. Em này là bản này, là bản này cũng có tay cửa mạc chrome. City chị bản L sản xuất 2021, màn hình cam lùi, khóa đầy lộ thông minh đầy đủ hết. Và chiếc xe này đang được chào bán tại siêu thị ô tô Bình Dương là 54.
Aman để cho chị 525 triệu. Đấy, và có hỗ trợ trả góp anh chị nhá. Anh chị lưu ý là anh chị mình đang sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai và những tỉnh lân cận như Long An, Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây, anh chị cố gắng sắp xếp thời gian lên nhà Aman để xem xe thì Aman sẽ tư vấn làm banh được. Còn những anh chị ở xa quá, ví dụ như là nhiều anh chị có hỏi Aman như ở ngoài Hà Tĩnh hay Thanh Hóa mà anh chị đang sinh sống ở đó, thì Aman khuyên là anh chị không nên mua, tại vì ra anh chị ở xa quá, chi phí ra tên nó khá là cao, nên là Aman không dám nhận. Còn làm banh thì vẫn làm được đấy. Xin lỗi chị, Elantra 2020 bản 1.6 turbo anh chị nhá. 2020 1.6 turbo. Và em xe này đang được chạy 49.000 km bản cao nhất anh chị nhá. Đạt công suất cực đại đến 200 mã lực và sử dụng hộp số liều hợp kép 7 cấp ở mẫu này. Elantra 2020 1.6 turbo. Và em xe đang được chào bán với mức giá là 645 triệu đồng. Và anh chị mua thì em ăn để cho anh chị 630. Đấy, bớt khá nhiều xe nhé, gần như là ngày hôm nay em ăn bớt tất cả những mẫu xe luôn để cho anh chị mình có những cái sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý. Đấy, ok, Elantra 1.6 turbo bản cao cấp nhất. Đấy, một mẫu xe thể thao mạnh mẽ đúng không ạ. Tiếp tục ở bên đây em đang có một chiếc Hyundai Kona. Em này là bản 2.0 tiêu chuẩn màu đỏ, lăn bánh chuẩn đồng hồ, 77.000 km bản 2.0, 77.000. Và chiếc xe này đang được chào bán với mức giá là 585 triệu đồng. Đấy, thay 4 vỏ mới và các phụ kiện bên ngoài cũng đã có rồi, như là chén cửa, lẹp kính, vè mưa. Đấy, bên trong thì đã có lót sàn, ghế da, màn hình Android đầy đủ hết. Ok đúng không ạ? Đấy, Hyundai Kona bản 2.0 sản xuất 2019 đang là 585 triệu, và em ăn để cho chị giá sát nhất là 585 đúng không ạ? Em ăn để cho chị 565 triệu, được chưa? Bao rút gốc thôi chị nhá, giá cực kỳ là yêu thương rồi. Duy nhất ngày hôm nay thứ bảy em ăn để giá rất hợp lý cho chị. Hai chiếc Archer này ngày hôm nay em ăn đồng loạt giảm cho chị này. Archer 3.000 cây số đang giảm cho chị 10 triệu rồi, 468 triệu, còn cho chị 458 triệu, để cho chị 455 triệu bao rút gốc nha. 3.000 cây số chuẩn 2022. Đấy, buổi sáng nay thứ bảy thì em An cũng nhận cọc được 4 chiếc xe, một chiếc Cerato về xe Sài Gòn này, một chiếc CX5 về Lâm Đồng, một chiếc Xpander về Bình Dương và một chiếc Mazda 3 2017. Em An nhận cọc online về Bình Thuận. Đấy, rất là cảm ơn chị, và nên vì vậy mà ngày hôm nay em ăn để giá rất tốt cho chị luôn. Đấy, em này 468 để chị 455 bao rút gốc, được chưa? Ok, 2022 và mới lăn bánh chuẩn đồng hồ 3.000 km thôi. Đấy, và đang được chào bán là 468 để chị 455 triệu đồng, được chưa? Giá yêu thương cho chị luôn. Tiếp tục, em ăn đang có một chiếc Archer nữa 2021 và lăn bánh 23.000 chuẩn. À, mẫu này là nhập Thái nguyên chiếc, động cơ là 1.2 chị ạ. Đấy, em xe này đang có mức giá là 455 triệu, và em ăn để cho chị 440 triệu bao rút gốc. À, giá rất là tốt, nên là chỉ có trên video của buổi quay tổng hợp thứ bảy ngày hôm nay em ăn mới để cái giá rất là sát như vậy cho chị. Đó, và khỏi chần chờ gì nữa, anh chị hãy lên trực tiếp nhà em ăn. Còn riêng về làm banh thì anh chị sẽ cộng thêm những chi phí làm banh nữa anh chị nhé. Làm banh thì chị phải chịu thêm những chi phí về ngân hàng. Đấy, nó sẽ là như là bảo hiểm này, định giá này, đó đó là những chi phí mà anh chị phải chịu khi mà làm banh. Form dáng đẹp đúng không ạ? Mâm phay, nội thất là màu đen, đèn nổ thông minh đầy đủ hết, đèn pha, đèn gầm, có giải led, đèn bi led luôn. Đấy, tiếp tục qua bên đây, em đang có một chiếc Mazda CX5, em này là bản 2.0 2017 anh chị nhá. Em này tên công ty một chữ từ đầu, 2017 màu trắng, một mẫu 5 chỗ gầm cao, thực sự là trẻ trung hiện đại đúng không ạ, và nhiều tính năng an toàn, thực sự là như vậy. Nội thất màu đen, cửa sổ trời, ghế điện bên phía người lái. Em này là bản 2.0 cũng được trang bị cho chị thắng tay điện tử auto hold hay là chế độ sport. Mẫu xe Mazda, một mẫu xe rất tiết kiệm nhiên liệu, và ngôn ngữ của Mazda thì gần như là chị có thể quan sát không có thay đổi quá nhiều đúng không? Gọi là ngôn ngữ thiết kế đó. Em này hiện tại đang là 735 triệu. Em An đã có một cái video cụ thể về mẫu này rồi, để cho chị tham quan phần đầu xe đi em. 2000
2017 anh chị ở bản 2.0, 735 triệu. Tiếp theo em đã có một chiếc Innova cọp, không taxi, khoan đục, không dịch vụ, không đổi màu, một chiếc 2017 màu bạc anh chị nhá, màu bạc. Và đây là một chiếc xe biển Tây Ninh tên tư nhân, 2017, đăng kiểm hiện tại còn đến tháng 12 năm 2022. Các phụ kiện như là ốp đèn hay là chén cửa trước sau đầy đủ hết rồi. Chủ cũ họ cũng lên cho chị phủ táp lô ghế da. Đấy. 2017 nhá. Và chiếc xe này nhà em An đang chào bán mức giá là 575 triệu. Innova là một mẫu xe mà giá nó rất là vô cùng, với những cái sản phẩm không đẹp, chạy nhiều hay là khoan đục hay lỗi thì giá nó có thể chênh lệch nhau cả trăm triệu là bình thường. Em này hiện tại đang có mức giá là 575 triệu. Nội thất rất đẹp nhé, các táp bi, các bậc lên xuống gần như là chưa vết chảy xước gì cả, cực kỳ là liền lạc. Cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm nhé em ạ. Innova 2017 màu bạc và đang có mức giá là 575 triệu đồng. Fortuner máy dầu số tự động một cầu 2021. Chiếc xe đang lăn bánh 53.000 km. 2021 thì là bản ráp ở trong nước rồi chị, 20 cũng vậy thôi. 53.000, tất cả dàn vỏ theo xe, mâm quay màu đen anh chị nhá, nhà man còn một chiếc màu trắng nữa. Đó. Tay cửa là mạc chrome, khóa cảm biến luôn. Nội thất là hai ghế điện da nguyên bản màu đen, có gương chống chói cho anh chị. Màn hình cam nùi đầy đủ hết. Fortuner máy dầu thời điểm này anh chị mua được cái giá rất hợp lý. Đây là thời điểm vàng để mua Fortuner máy dầu chị. Có những thời điểm mà Fortuner máy dầu còn giá còn ngang ngửa với giá mới, như thời điểm này em An thấy không? Giá cực kỳ là hợp lý rồi. Đấy, bộ vỏ là theo xe hết và còn rất là mới như này đây. À, 2021 và đang được chào bán với mức giá là 1.085 triệu đồng. Và nếu anh chị mua thì bao rút gốc em An để cho anh chị 1.050 triệu đồng, được chưa? Sập sàn luôn. À, ngày hôm nay em An để giá yêu thương cho anh chị mà. À, tiếp tục vào bên đây. Đây giới thiệu dàn xe trong này nữa. À, nó hơi chật thế nào. Đây. Quá nhiều xe để chị lựa chọn. Đấy. Ascent, một chiếc xe mẫu mới bản đặc biệt 2021 và mới đi có 22.000 km thôi. Đây cho mẫu này, Hyundai Ascent bản đặc biệt đấy chị, 2021, biển Bình Dương, lăn bánh 22.000 km chuẩn. Bản này thì cũng có là đề nổ từ xa, một tính năng rất là hay đúng không ạ, và vẫn được trang bị cho chị như là mâm lớn hơn, mâm 16, cửa sổ trời và ghế da điều hòa auto. Em này là Ascent số tự động bản đặc biệt nha chị nhá, 2021, và chiếc xe này đang được chào bán với mức giá là 538 triệu đồng. Chị mua em An để cho chị 525 triệu bao rút gốc nhá. Cứ yêu thương và thoải mái nhất cho chị luôn. Đó. Gặp em An là giá nào em An cũng bán, miễn là anh chị thích và anh chị ưng và anh chị thấy sản phẩm của em An chuẩn, đó, đúng như miêu tả là được anh chị nhá. Đúng như miêu tả. Và đây là dàn vỏ nguyên theo xe hết này, vỏ cùm hô và vỏ rất mới như này đây. Em An nhắc lại nhé, ASEAN bản đặc biệt sản xuất 2021 và đang là 538, để cho chị 525 bao rút gốc. Đây Caramel qua bên kia, giới thiệu trước cho anh chị chiếc Toyota Vios bản G 2020, lăn bánh đúng 15.000, tên công ty biển Bình Dương 1 triệu đồng. Dàn vỏ của một chiếc xe đi 15.000 đây. Đó chị quan sát ha. À, những gai gió vẫn còn nguyên này. Bản này là bản cao nhất và 2020 này đã có ga tự động, có cảm biến trước. À, ghế da nguyên bản, nội thất màu kem theo xe. À, rất là sang trọng đúng không ạ? À, Vios G 2020. Em này đang được chào bán là 529 triệu đồng. Bớt ngay cho chị 10 triệu còn 519 triệu. Bao rút hồ sơ gốc. À, thường thường thì những cái giá mà em An báo là giá chỉ bao rút gốc thôi, nên là ngày hôm nay em An đã để cái giá giảm tổng toàn bộ tất cả sản phẩm rồi. À, báo giá giảm luôn cho anh chị, còn thực sự anh chị nào thực sự quan tâm nhanh gọn mình hãy trả cho em một giá tốt hơn nữa thì em An cũng sẽ còn bớt thêm cho chị linh hoạt. À, Vios bản G 2020 và em này đang được chào bán với mức giá là 529 để chị 519. Kia Cerato, em An đang có một chiếc bản 2.0 Premium 2019 và chiếc xe này đang lăn bánh 45.000 km, biển Sài Gòn.
ở 2019 2.0 sẽ là có sạc không dây. Đấy, và tay cửa thì vẫn đồng màu như chủ xe họ lên rồi. À, ghế da hai màu, à, màu đen kết hợp màu đỏ. Đấy, cho mẫu này. Nó chật quá thì cho rộng nha em. Kia Sedato bản 2.0 Premium 2019 và em này đang có mức giá là 575 triệu và em An xin phép để ra chốt cho chị là 560 triệu bao rút gốc anh chị ạ, giá yêu thương cho chị luôn đó. Ngày mai là em An để giá yêu thương hết đó. Lượng xe nhà em An thì nhiều vô cùng, vậy mà mỗi chiếc xe thì cần lời một chút thôi. Đấy, lời một chút thôi, miễn là nó đi nhanh và anh chị có xe đẹp để đi, nhà em An sẽ cập nhật thêm hàng mới về để phục vụ anh chị đăng kiểm 1 đến tháng 4 2023. Đấy, 575 còn 560. Sedato màu bạc 2019 bản Luxury 559 triệu là cái giá rất là tốt rồi cho em xe này. Và em An để cho chị 550 triệu bao rút gốc nhá. Màu bạc biển Bình Dương và em này đang lăn bánh gần 50 ngàn. Nhưng em An nghĩ ô đô em này nó khoảng tầm 7 vạn anh chị nhá. Đấy, đôi khi thì có sao thì em An cũng chia sẻ thật lòng với chị là như vậy. Ghế điện và có cửa sổ trời bản Luxury 6. Màu này thì em An mua được rẻ hơn này. Và cái ô đô thì em nghĩ là em này nó hơi lệch một chút, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là không lỗi anh chị nhé. 559 để cho chị 550 mà Luxury. Ok rồi, tiếp tục. Đó, rất nhanh thôi chị nhé, tại vì quay tổng hợp thì thời gian nó không có và thời lượng video mà nhiều quá nên chị xem nó cũng mệt. Rondo số tự động 2016 để cho chị 475 triệu nhá. Đã giảm rồi. Máy xăng 2.0 màu trắng. Đấy. Màu trắng là một cái màu rất là đẹp của Rondo rồi, đẹp nhất rồi. Nội thất là màu kem, ghế da màu kem. Em ai quan sát là chủ xe đã thay vỏ mới này, mâm phay, các chén cửa đã vào. Đấy, tay cửa là mạng chrome. Em ai là bạn 2.0 như bản GAT, bản này thì không có cửa sổ trời. Ok, 2016 số rộng và chiếc này đang được chào bán với mức giá là 475 triệu đồng. Rồi tiếp tục, rất nhanh thôi. Đây, qua bên kia sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc Suzuki Ertiga, đúng không ạ? 2020, em này đã lên 4 quả vỏ mới tinh nhá, mâm phay, sổ nhập và em này là Ertiga. Ghế da đã có rồi, màn hình đã có rồi, động cơ là 1.5. Mẫu này nhà em An đang để giá là lên nốt sàn luôn nhá, 499 triệu. 499, anh chị mua mà rút hồ sơ thì bớt ngay cho chị 15 triệu, thế thôi, anh chị cứ bớt đi cho em An. Anh chị phải đóng thuế em này chắc cũng dao động khoảng 6-7 triệu là xong, cũng nhanh gọn và dễ dàng như vậy thôi. Đấy. Ertiga nhỉ, màu đỏ, sản xuất 2020 và em này đang có mức giá là 499 triệu. Xpander số tự động sổ nhập 2020. Lăn bánh 40.000 km chuẩn anh chị nhá, 40.000 km chuẩn mẫu này. Xpander số tự động sổ nhập Indo nguyên chiếc và chiếc xe này đang được nhà em An chào bán là 595 triệu, 40.000 chuẩn. Em An để cho chị 580 triệu. 595 để 580, tất cả dàn vỏ theo xe. Đây là chiếc xe một chủ từ đầu tên tư nhân nha anh chị nhá. Hai không hai mươi số động sổ nhập, lăn bánh chuẩn 40.000 km và chiếc xe này đang có mức giá là 590 triệu đồng để cho chị 580 bao rút gốc, được chưa ạ? Hợp lý chưa ạ? Anh chị nếu mà chưa thấy hợp lý thì cứ trả giá thêm nhá. Còn giá này em An thấy là bao giá cho anh chị rồi đấy, bao giá tốt nhất rồi đấy. Sorento bản Premium 2020 lăn bánh 48.000 tên tư nhân, và em này là bản phun dầu nhá, có rửa đèn cảm biến trước sau và có cho chị cửa sổ trời toàn cảnh đèn led, nội thất là màu kem. Sorento 2020 em này đang là 899 triệu đồng.
và giảm 20 triệu nha anh chị nhá. Em này giảm 20 triệu luôn. 879 cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Không phải là vì em An báo giá cao đâu, mà vì cái giá hiện tại nhà em An đang xả đang giảm sâu cho anh chị luôn, chứ không phải là em An báo giá cao để mà giảm sâu cho anh chị đâu. Đấy, giá rất thị trường luôn nhá, anh chị có thể so sánh và tham khảo. Đấy. 899 triệu để cho anh chị 879 triệu. Tri ân anh chị cuối năm rồi, đúng không ạ? Và để nhập thêm nhiều mẫu xe nữa. À, nhà em An thì còn nhiều xe lắm, rất nhiều xe. Đấy. Sorento 2020 Premium và đang là 899 để 879. Isuzu MX sản xuất 2016, máy dầu bản 3.0. À, em này lên những cái phụ kiện rất nhiều luôn, body cảng này. À, bên trong có cam 360, nội thất đen, cốp điện. Em này hiện tại đang là 685. Để cho chị 665 triệu nha, bao rút gốc. Mẫu này. À, Isuzu MX sản xuất 2016, máy dầu. À, nội thất màu đen nguyên bản. À, đẹp không ạ? Màn hình Android cam 360 chị ạ. À, 2016, không gian nó hơi chật một chút nên là mà quay nó chưa kỹ được, nhưng mà anh chị mình cần hình ảnh này hay video thì mình cứ inbox về em An sẽ gửi cho chị để anh chị tham khảo nó chi tiết hơn nhá. Đấy. Ở xa thì chỉ cần cọc online thôi, em An ship xe tại nhà, không chuẩn thì hoàn tiền 100%. Luôn tuôn là dễ dàng và đơn giản như vậy. Everest Titanium 2019 hai cầu. Đấy, xe này lăn bánh chuẩn 19.000. Đấy, một chiếc 16.000 chứ ạ, 16.000 chuẩn. Tất cả dàn vỏ này là theo xe này. Bản này hai cầu có cho anh chị như là cửa sổ trời, cốp điện, có thêm cho anh chị ở hỗ trợ đỗ xe chị nhá. Everest Titanium 2019 hai cầu. Và em xe này hiện tại nhà Man đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 120 triệu đồng, 1 tỷ 150 triệu. Và em Man để cho anh chị 1 tỷ 125 triệu, được chưa ạ? 1 tỷ 150 để cho anh chị 1 tỷ 125 triệu. Em này là bản mắc tiền nhất của Everest nhá, mắc tiền nhất là hai cầu 2019, đi đúng đồng hồ 16.000 km thôi, kiếm ra một chiếc xe đợi này mà họ đi rất là ít như này thì thực sự rất chất lượng đấy chị ạ, rất chất lượng đấy. Đấy. Ok, rất là cố gắng để truyền tải hết cho anh chị những cái hình ảnh từ ngoại thất đến nội thất đấy, với một cái không gian chật hẹp và ấy thời gian thì cho phép không cho phép, nên là nhiều lúc là em An hay quay live là như vậy, quay live thì mình giới thiệu được sâu hơn. Tiếp theo em An đang có một chiếc Passero Sport chị ơi, 2019 đăng ký lần đầu 20 số sàn, động cơ 2.4 máy dầu một cầu, nhập Thái nguyên chiếc. Và em này là Passero Sport, chủ xe đã lên đèn bi gầm phát xương này. Em này lăn bánh chuẩn 23.000 km, tên tư nhân một chủ đầu, đang đeo biển số tỉnh Lâm Đồng chị ạ. Form dáng rất thể thao, mức tiêu nhiên liệu dao động khoảng hơn 7 lít thôi. Tất cả dàn vỏ này là theo xe hết, mâm phanh cho mẫu này. Mitsubishi Pajero Sport 2019, em này đang là 835 triệu và để cho anh chị 820. Ngày hôm nay đồng loạt giảm hết anh chị nhá, giảm hết luôn, ưu đãi ngập tràn. Mẫu này nhà em An đang chào bán là 835 triệu để cho anh chị 820. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cho mẫu này, form dáng thể thao. Rồi, tiếp theo anh chị nào đang có trong tay khoảng hơn 11 tỏi, 11 tỏi 3 đúng không ạ? Gọi là 11 tỷ 300 thì dinh ngay em LX570. Em này là bản 4 ghế massage chị chưa? Và nhập nhật nguyên chiếc, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu và đăng ký tháng 9 năm 2020. Một mẫu xe dành cho những chủ tịch đúng không ạ? Dành chủ tịch. Và em này là bản L570 MBS bản 4 ghế massage và đang chuẩn đồng hồ 25.000 km thôi. Đấy. Mẫu này thì dành cho anh chị nào chủ tịch hoặc có trong tay hơn 11 tỏi là có thể là dinh em này ngay lập tức. Đấy. Ok đúng không anh chị? Nhìn thôi là đã đủ mê mẩn rồi. Tiếp tục, dưới đây em đang có một chiếc Morning sổ nhập 2011. Morning nhập thì giá rất là cứng nha chị nhá. Chạy nó khác hoàn toàn, gầm bệ khung xương chắc chắn lắm. Em này là sổ nhập, túi khí an toàn, 4 túi khí luôn, mâm phay. Morning số tự động 2011, em này đang là 275 triệu đồng. Sổ nhập đấy ạ. 275 anh chị nhá, cho mẫu Kia Morning. Đấy.
2011 số tự động. Rồi. Đó. i10 Morning nhà Ba Lan đều có nhé anh chị nào muốn hạng A. Asen bản đặc biệt này 2018. 2018 bản đặc biệt màu vàng đồng. Em này mới đi có 35.000 thôi chị ạ. 35.000 km chuẩn thôi. Đó, mẫu này nhà Man đang chào bán với mức giá là 465 triệu cho mẫu này. Asen bản đặc biệt 2018. Em này đã được chủ xe lên những cái phụ kiện, đặc biệt là lên màn hình Android rồi. Bản này là ghế da điều hòa auto đấy ạ. Đó, lên màn hình Android rồi. 2018 đó, bản đặc biệt 465 triệu. Khu vực này là khu vực đang chăm sóc và làm đẹp xe. Vậy mà nó hơi ồn ào một chút đấy chị nhá. Nhiều chiếc xe là bên em ăn chưa có spa xong. À, một số chiếc xe thì đang trong quá trình giờ dọn tất cả dàn vỏ này là nguyên bản theo xe ở mẫu này. À, Morning này thì em ăn đang cho làm mâm nhá. À, thật ra thì những chiếc xe mà về bị chảy mâm thì em ăn đều xử lý hết. À, sẽ làm mâm lại cho anh chị, mâm xước xử lý luôn. Em này trước chủ xe có đăng ký Grab nha chị nhá. Nhưng mà chất xe còn đẹp thì em mua 299 triệu Morning tự động 2016 299. City bản G2021, bản G này hiện tại hãng không có sản xuất nữa rồi. 23.000 chuẩn đấy chị nhá. 23.000 chuẩn. Bản G. Em này đang là 518 triệu đồng cho mẫu này. Honda City bản G 518 triệu. Asen số sàn bản đủ 2018 màu đen. Em này 405 triệu đã tặng cho chị một bộ ghế nhá, 60.000. Số sàn bản đủ 2018. Hiện tại thì BMW còn một chiếc 2022 đi 3.000 cây số ở bên cơ sở 3 nữa chị nhá. Asen xe chưa dọn nên là man quay qua bên ngoài thôi chị nhá. Mazda 3 2016 đã được chủ xe sơn mâm đen rồi. Đấy, và chiếc xe này đang là 485 triệu sedan hai đầu. Mazda form cũ này thì chỉ có bản sedan, bản hatchback, bản 1.5 và 2.0 thôi. Bản này là bản 1.5 sedan đang là 485. Vios bản G 2018 model mới. Biển Sài Gòn mới lăn bánh đúng 28.000 anh chị nhá, 28.000 km. Em này đang có mức giá là 485 triệu và anh chị lưu ý giúp em là một chiếc xe đẹp. Đi ít ô đô thì sẽ có giá khác. Đó, 485 cho một chiếc xe 28.000 km đúng không ạ? Đấy. Tiếp tục em An đang có một chiếc VinFast Fadil, bản này là bản cao cấp nhá. VinFast Fadil 2022 mới đi có 3.000 cây số thôi. 3.948 km cho mẫu VinFast Fadil này. Đó. Và em này điện mở lốc cửa. Đang được chào bán với mức giá là 395 triệu đồng. Đó, ghế da nguyên bản này chưa? VinFast Fadil 2022 thơm mùi xe mới ạ, màn hình Android cam 360 có luôn. 2022 tất cả dàn vỏ theo xe. À, cho mẫu này VinFast Fadil anh chị nhá. Một mẫu hạng A. Thời điểm VinFast Fadil gần như là còn đứng đầu trong doanh số bán hàng luôn. Đăng kiểm này còn đến tháng 2 năm 2025. Đấy, 2022 và mới lướt có 3.000 cây số. Mọi chi tiết là như mới cho mẫu này. VinFast Fadil 2022 và đang được chào bán là 395 triệu. Toyota Vios bản E số sàn 2020 26.000 km màu bạc. Vios E nha chị. Chiếc xe này hiện tại nhà Man đang chào bán với mức giá là 435 triệu nội thất màu đen nguyên bản. 435 triệu cho mẫu này. Vios E số sàn 2020. Nội thất đen, màn hình cam lùi có đủ luôn. Em này đang là 435 triệu nhá. 435 triệu. Ok, xe đang dọn anh chị ơi. Em đã đánh bóng xong thì xe ra rửa gầm xong đến máy đầy đủ hết. Cerato 2017 bản full option lăn bánh chuẩn 33.000 anh chị ạ. Siêu cọp, em này là siêu cọp một 33.000 tất cả dàn vỏ theo xe. Mẫu này nhà Man đang chào bán với mức giá là 489 triệu cho mẫu này. Cerato 2017 nhé, đúng 33.000 size Odo tặng xe luôn. Tất cả dàn vỏ theo xe, anh em đang dọn. Đã lên ghế hai màu rồi. Soluto bản Luxury 2020. Đó, em này đang lăn bánh hơn 4 vạn Luxury đấy chứ. Bản này thì sẽ có đề đổ thông minh, ghế hai màu đỏ kết hợp màu xám. Có cân bằng điện tử gương cụt. Em này hiện tại đang có mức giá là 432 triệu, lăn bánh 40.000 km. Soluto 2020 bản Luxury, bản cao nhất đấy ạ. Của Kia Soluto đang có mức giá là 432 triệu đồng.
Rồi, đấy, hạng B đời cao tầm tiền mềm hơn 400 thì có thể là sang Soluto. Nhà man đang có bản này bản cao nhất nha chị nhá. Đấy. Các cái mâm này không, mấy cái này không bóc ra nhỉ? Tiếp theo một em Elantra 2017 số sàn, đi đúng đồng hồ 48.000 km. Đấy, đã lên ghế ra màn hình Android rồi. Đó, lấy ghế ra màn hình Android rồi. 2017 nha chị nhá. Nước sơn zin còn rất là nhiều, liền nạc, một chủ đầu và lăn bánh 48.000 km. Em này đang có mức giá là 418 triệu, chắc là trong chiều nay thì anh em sẽ dọn xong. Đấy, thì em sẽ quay chi tiết sau. Mấy cái chi tiết này thì mình có thể bóc ra hết nha chị nhá. Đấy, bóc ra hết này. Cái này là lắc keo zin này, đó, chưa sơn lại luôn. Đẹp ạ. Ok. Rồi, rất là nhanh rồi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu của em An loạt xe đang có tại siêu thị ô tô Bình Dương cơ sở 1. Và trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay, em An đã đồng loạt giảm giá tất cả những sản phẩm đang có tại cơ sở 1 của siêu thị ô tô Bình Dương. Nếu quý anh chị quan tâm về những sản phẩm này thì hãy alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Và siêu thị ô tô Bình Dương hoạt động từ 7h30 đến 19 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến chủ nhật. Và chị có thể lên sau cung giờ đó thì có thể inbox trực tiếp, em An sẽ có người ở lại để cho chị coi. Rồi một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào.